Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Dịch bệnh rất là căng thẳng. Bây giờ sang vừa nhà bạn cô anh thì cũng khó rồi. Bây giờ các nhà đều chặn hết. Hôm nay thì tôi lại sửa cái cây này. Cây này chắc là nhiều quý vị anh em nhớ ra. Đây này, có đeo cái thẻ này là quý vị thấy này. Nghệ thuật là bonsai này. Đấy. Cái này là tôi lấy của cái anh Hưng Thiện. Cái hôm mang lên cái vườn cũ, vườn trong nhà gần cái cây của cái anh Nam Lê. Và tôi cũng có nhờ anh ấy định hướng cho một lần. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì tôi sẽ thay đổi phương án một chút. Đó. Nhìn trước đây thì anh ấy lấy cái mặt này là cái mặt chơi. Thế nhưng mà theo phân tích bây giờ hiện trạng thì cái đường thân này nó chạy theo cái hướng này, và cái quả phúc nó lại lên theo chiều này. Thì nếu mà lấy cái mặt này thì cái cung của cái cổ ngọn này nó không được đẹp, và cái đoạn này nó tương đối là cứng, mặc dù là đục rồi thế này. Đục rồi nhưng vẫn rất là cứng. Đó. Mặc dù nhìn đây thì có vẻ rất là ok, nhưng mà rất là nhiều cái điểm nó bất hợp lý. Cái này thì cung cổ nó lại chạy ở phía đằng trước, nó không được sâu cây. Đấy, mặt này thì cũng hợp lý đối với lại hai cái vai dưới. Thế nhưng mà những cái điểm này thì nó lại hơi hơi khó và hơi lâu nó mới có thể lành được, liền được. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chuyển mặt chơi sang cái mặt này. Đấy, quý vị thấy là nó sẽ khác, là tôi muốn tận dụng cái cổ ngọn và cái quả phúc này. Hiện nay thì nó gần như là xong rồi. Bây giờ chỉ còn xử lý về bố cục, đè kéo cái này vào một chút thôi thì nó sẽ hồi tâm. Đó, đẹp hơn, và bố cục quả phúc nó sẽ hợp lý hơn. Thế còn việc bố cục đối với lại hai cái vai này thì quý vị có thấy là cái này nó cũng rất là hợp lý, nó ở phía sau rồi. Về lâu về dài thì tôi sẽ co để kéo dựng cái này lên. Đây là một cái bông ở phía đấy, giống như là cái quả phúc nhỏ nhỏ của cái vai đó. Ở phía bên này thì tôi cũng sẽ phải dựng một cái tay nào đó lên. Đây là một cái quả phúc. Về cái mặt này thì hiện trạng nên nó còn đang vướng là cái chỗ này. Cái rễ này nó tương đối là cứng, vì trước đây là xác định mặt kia là mặt chơi. Và cái rễ này cũng tương đối là cứng. Đó. Thì sẽ phải xử lý làm sao cho cái bệ này nó nhũn hơn. Đấy. Và làm sao để bố cục cái tay, cái chi cho nó hợp lý. Mỗi người đều có một cái phương pháp, một cái nhìn khác nhau. Và tôi cũng muốn là làm theo cách của mình. Thì cái chỗ này là nuôi để mà nó thành mụn. Đây này, thì nó cũng tương đối là to rồi. Nó cũng không cần nữa. Và mình lại cần nó mọc ở những cái vị trí khác. Nên ngày hôm nay thì cắt thu cái này đi. Bỏ đi. Đấy, đây này quý vị thấy là cái này này. Cái này và cái này thì hai cái nó đang cùng hướng về cái đường này. Thì cây nó không được chuẩn luôn, không được chuẩn về mặt tỷ lệ với lại bố cục đường chạy của các cái chi. Thì tôi sẽ bỏ cái này đi và tôi lấy cái nét gầm này ở dưới. Từ khi sử dụng cái cưa con này thì đúng là thấy nó cực kỳ là hiệu quả, cắt nó hay lắm.
Đấy, quý vị thấy là nó đã khác chưa? Có rất là nhiều những cái cây mini mà như này nếu bố cục nó không chuẩn đấy, thì nó hay có cái tình trạng là khi mình mở mặt chơi quá thì nó dẫn đến cái hiện tượng là cái mặt nó trống quá. Và khi mình nhìn đằng trước thì đẹp nhưng mà khi nhìn nghiêng nó sẽ rất là xấu. Vì vậy mà tôi cũng sẽ bố cục cái cây này nó có cả cái bông phía trước, để làm sao mà nhìn cây nó có thể đẹp được tứ diện. Đối với cây này thì tôi cũng không làm bông quá to, sẽ làm vừa phải, nên là cũng sẽ làm kết thúc sớm. Đấy, đây này. Đối với lại bố cục thì cái quả phúc này, cái đường cổ của cái này nó đang chạy về đằng phía đằng sau. Đó. Nếu như mà mình lấy cái này thì nó sẽ giống hệt với cái này. Để như vậy thì cây nó sẽ tương đối là cứng. Để tôi sẽ lấy cái này. Lấy cái này và bỏ cái này đi. Đấy, thì cái đường chạy của cái này nó sẽ khác với cái này. Cái này thì chéo về đằng sau, còn cái này thì ngang ra. Đấy, nó vừa, nếu mà chéo về đằng sau thì nó lại thẳng. Thành ra cuối cùng ba cái quả phúc nó rất thẳng nhau. Và tôi sẽ lấy ngang cái này ra. Đây, quý vị thấy là cái chỗ này thì cái mụn nó cũng tương đối to rồi. Tôi sẽ cắt lần này thì sẽ lại cắt để cho nó mọc mầm ra toàn thân, thì vì cái này tôi cũng đã lọc một lần cái hôm thay đất rồi, nên là ngày hôm nay sẽ lại lọc lại hết để cho nó ra một loạt mầm mới. Đây là cái chỗ này, nếu mình lấy cái điểm này là điểm dương thì nó sẽ che hết được cái tầm nhìn, khuất cái bông phía sau và nó mất cái giá trị của cái vai này. Đấy, nên là tôi sẽ dùng cái này để uốn văng ra. Thế còn cái không gian này để đẩy vào đây thì sau này sẽ lấy cái đường trên này để che xuống, nên là toàn bộ cái chỗ này tôi sẽ bỏ. Trước đây thì Nam để cái này, nhưng mà tôi thì lại bỏ đi. Bây giờ nó ra cái mầm này thì tôi thấy nó hợp lý hơn. Hai nữa là trước đây thì định hướng là mặt kia là mặt chơi. Đấy, mặt kia là mặt chơi. Thì lấy cái này là điểm dương, sau này đưa lên thành quả phúc. Và cái này văng ra. Nhưng bây giờ chuyển mặt chơi sang cái mặt này thì nó phải lấy cái này. Chứ không lấy cái này là dương, là cái này là không có giá trị. Đấy, rồi bây giờ mình chỉ cần dựng cái kia lên một cái là trả lại cái bố cục, cái tầng này, cái lớp này cho cái này. Đấy. Mình đang cần cái xử lý cái không gian ở phía đằng bên này để nó che toàn bộ cái hướng này. Nhưng mình nếu mà mình lấy thẳng cái này ra thì nó rất là cứng. Mình phải lấy cái này, sau này ra một điểm giật nữa thì mình văng lại cái kia. Nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, bây giờ tôi tận dụng cái chi này, tôi chuyển sang bên đây làm cái bông phía đằng này. À, cái này tôi dựng lên, tôi chuyển thành làm quả phúc, tôi hồi lại một chút, hồi vào quả phúc, nó sẽ hồi về đằng này.
trên đời này sướng nhất là được làm những cái điều mình thích. Chu du thiên hạ để mình học thiên hạ, để xem là làng cây nó như thế nào. Đi nhiều thì mình mới mở mang được cái kiến thức và cái phương pháp mình làm cây thì cũng phải xem được một cái cơ bản, sau đó là mình phải nghiên cứu ra nhiều cái phương pháp khác nhau. Để mình tạo ra cái giá trị riêng cho mình. Chứ mà chúng ta cứ dập khuôn, không có sáng tạo. Sở dĩ vì sao cái cây này là cần phải bấm thêm lá một lần này, tại vì trên thân của nó cũng còn rất là nhiều các cái chỗ nó cứng. Vì thế mà mình chăm bấm như này, để cho cái cây nó mọc nhiều mầm ở trong cái thân kia. Nhiều mầm trong thân thì mình mới nuôi, thì sau này mình gai mới nu được. Cái hai nữa là mình sẽ nuôi các cái mầm thở, thì những cái điểm như thế này nó mới méo ra được. Còn nếu không nó cứng lắm. Chỗ này nó vẫn để một cái mầm, chỗ này vẫn để cái mầm thở, vì cái chỗ này rất là cứng. Nếu mà mình cắt cái này sớm là cái điểm này còn lâu nó mới hóa được. Cứ để cho cái này rất là to. Hai nữa là ngày xưa cái vết chéo, vết cắt này là vết cắt chéo à, thì mình cần phải lôi cái này lên để đẩy trả lại cho cái không gian cái chỗ này nó phải vuông lên, thì nó chênh lệch với cái này được nhiều hơn. Còn nếu mà mình để như này thì cái đường cổ nó đang chéo rất là xấu. Hai nữa là cái này nó nằm ở cái mép này, nó sẽ cái sẹo là nó sẽ be nhanh hơn và nó làm cho cái này nó to, méo nó to ra, méo toàn bộ cái này đi. Có người thì cũng ác mồm ác miệng nói là tôi đi ăn cắp nghề của người khác. Thực tế thì rồi quý vị sẽ thấy là tôi sẽ không ăn cắp của ai hết. Mình chỉ học thôi. Học cái cách người ta làm, xem cái cách người ta làm. Dần dần mình cũng sẽ có cái phương án của mình, hướng làm của mình. Và cái mong muốn của tôi là chia sẻ kỹ thuật của rất nhiều các nghệ nhân khác để mà cái làng cây của chúng ta có nhiều cái kiến thức hơn. Chứ không hoàn toàn là cái mình phải theo một cái gì đó cứng nhắc. Và chính vì thế mà tôi mới tạo ra cái Bách Khoa Toàn Thư, là vì mục tiêu mình muốn tôn vinh nhiều nghệ nhân trên đất nước Việt Nam, chứ không phải là chỉ có một nghệ nhân. Đấy, bây giờ cơ bản là như vậy. Bây giờ phải xử lý cái dăm này. Đấy. Cái quả phúc này về mặt bố cục thì hiện trạng nó cũng đang hơi cao. Thế nhưng mà để sau mình còn cái dăm này tôi mới lấy ra đây. Cái dăm này nó đủ cái không gian thì cái quả phúc này bắt buộc nó phải ở cái tầm này. À, nó mới phù hợp. Bây giờ mình chỉ có làm thế nào đó để mình điều hướng các cái dăm này ra các cái vị trí. Cái cổ này nó còn rất là bé mà nó lại mất tỷ lệ với cái này. Phải nuôi cái này to ra để cái chỗ này nó nở ra, nó sẽ cân bằng lại hơn. Đây, chỗ này chính là một cái tay đỡ. Mình phải lấy cái này nó sâu ra đây, nó văng ra khỏi ngoài này để nó đậy vào cái không gian này. Tôi có dành một cái lời khuyên đối với anh em mới chơi cây. Cái quan trọng nhất đối với chúng ta, ngay bản thân tôi cũng vậy, phải xác định là mình dám làm, dám chịu. Nhưng mà làm gì thì làm cũng phải có cái sự say mê, chịu khó, tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi.
Nhưng mà học hỏi rồi thì phải thực hành. Mạnh dạn thực hành. Quý vị thấy là cái dăm này nó rất là to, mà nó lại tương đối là đúng chuẩn rồi. Đấy, ra cái quả phúc này ngay. Nếu bây giờ mà mình chờ nuôi cái này nó to ra thì cái này nó rất là bự. Nên là mình sẽ phải thường xuyên để xử lý, để hãm, để cho cái dăm này nó dày luôn. Xong thì khi đấy là những cái này là mình sẽ nuôi dần, và đến đâu thì mình vào bông đến đó. Đấy, nó sẽ không bị mất cái tỷ lệ của cái bộ dăm. Chuyển mặt chơi. Đẹp, đẹp phát sốt. Cái này đẹp phát sốt. Đẹp phát sốt luôn. Đục phát xong sốt luôn. Và dễ sau hay lắm ấy. À, dễ này á, à? Dễ này. Sau này bỏ cái dễ ở tay lão đi. Đây chỗ này này. Chuyển cho nó quay ra đây. Cho nó chạy ra đây. Lấy ngay cái dễ con đấy. Đây là cái dễ bé đây này. Bỏ, đấy. Bỏ luôn thu đây. Đến đây. Ừ. Thu luôn thì nhìn hay lắm. Ừ, cho nó dễ nó băng ra. Ôi cây này hay phết đây này. Đùa đâu. Không, trước mua 15 triệu giờ anh còn được 10 triệu. Không nghe. Cây này để đấu giá nha cả nhà ơi, sau này sẽ đấu giá, nhân một sự kiện ở đấy sẽ đấu giá. Đấu giá nhưng mà chương trình nó không đồng đúng không? Ừ, không đồng.